Welcome to Buzzword. Hôm nay thì Khang và các bạn sẽ cùng khám phá những không gian tuyệt vời, những trung tâm ăn uống và thương mại Buzzword nha. Lên tầng 5 thì các bạn sẽ ghé đến nhà hàng nào đầu tiên à? Đây chính là nhà hàng của Khang, cùng với là cổ đông của mình, đó là nhà hàng Chai Cá Đếm Đuôi ở đặc sản Hà Nội. Và không gian này là không gian rất là đặc biệt, bởi vì Khang sẽ biến tất cả không gian trở thành hình ảnh quen thuộc của Hà Nội. Ví dụ như là mọi người có thể nhìn thấy ở cái khu vực này, chúng tôi làm rất là nhiều cái như là máy gói giả, như làm hình ảnh của làng quê Bắc Bộ ngày xưa, hay như là những cái bức tường nó được chét ra phân nửa thôi để gặp, hay là những cái cánh cổng chào cũng vậy, nhìn rất là đặc trưng. Không gian bếp là không gian mở, mọi người có thể nhìn thấy We'll be right back.